Thời thế thay đổi, công nghệ phát triển, tình hình kinh tế thì khó khăn. Thế nên chỉ có 20% dân số là có việc làm, 80% còn lại thì ngồi xem TikTok và nghĩ mình lắc đít cũng ra tiền. Chính phủ quyết định xây một bức tường giữa thành phố. Kẻ thất nghiệp thì sống ở vùng bên ngoài, tôi gọi là sống trong hang. Người giàu có thì chui hết vào bên trong bức tường để sống. Bức tường thì luôn luôn được canh gác nghiêm ngặt 24/7. Tuyệt nhiên không thể có cái nghèo xâm chiếm vào bên trong. 30 năm sau khi bức tường được xây dựng, tình hình ở trong hang càng tệ đi. Bệnh dịch khắp nơi, nước sạch thì thiếu thốn. Cậu bé này là Noah. Noah đang lảng vảng quanh chỗ mấy người đang ngủ và cố gắng trộm nước của cô gái này. Cô gái này vừa định phản kháng thì mẹ của Noah là Izia xuất hiện, kề dao lên cổ cô để lấy chai nước. Đúng là không trộm được thì ta cướp luôn. Đột nhiên màn hình lớn thông báo trên bức tường, chính phủ sẽ sớm cung cấp việc làm cho mọi người. Nhưng mà tin được không? Tin tới quái nào được. Lúc này ở phía trong bức tường, Ruben và bà vợ tên Thái đang chuẩn bị đi làm tại Aquaview, công ty nước duy nhất tại thành phố. Con gái họ là Mayo thì chuẩn bị đi học, nhưng cô bé không chịu mặc đồng phục. Ruben bực bội bắt con gái phải mặc, không thì sẽ bị phạt. Mà cô bé thì bị câm, thế nên phải ngoan ngoãn. Nỗ lực gấp đôi người khác thì mới có tiếng nói trong xã hội được. Khi vợ chồng đến văn phòng, họ biết rằng Bộ trưởng Bộ Lao động Monroe đã được thả tự do sau 1 năm, vì phía chính phủ đã thỏa thuận được với những kẻ bắt cóc ở ngoài hang. Lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, Thủ tướng Nadia đến thăm hang, phát biểu về bình đẳng, bác ái của chế độ tư bản, đồng thời thông báo về thỏa thuận mà họ đề ra để cứu Bộ trưởng Bộ Lao động, cũng chính là chồng của Nadia luôn. Thỏa thuận chính là 10.000 người sẽ ra khỏi hang để làm việc trong thành phố. Hang thủ nghe tin thì vui lắm. Nhưng người trong thành phố thì lại không thích tí nào, vì theo họ, nghèo khó đem theo nhiều thứ không được tốt đẹp lắm. Khi thông báo kết thúc, bộ trưởng được quân nổi dậy thả ra. Nadia quan tâm hỏi han xem chồng có ổn không. Nói chung là cũng chỉ mất 2 ngón tay thôi mà. Monroe ngạc nhiên khi Nadia chấp nhận thỏa thuận, vì Nadia bị dị ứng với cái nghèo. Nhưng Monroe bị bắt cóc là một vụ bê bối quá lớn. Ngân hàng Thế giới thậm chí đe dọa ngừng cho họ vay tiền vì tình hình quốc nội quá bất ổn. Khi về nhà, Monroe được lắp 2 ngón tay mới, chuẩn bị tinh thần để quay trở lại với công việc. Trong lúc đấy ở bên ngoài hang, Noah lên lớp của thầy Robinson. Thầy Robinson thì đang lo rằng một số học sinh đang uống quá nhiều Citiscoot, một chất bất hợp pháp mà người nghèo dùng thay nước. Robinson thì dạy cho đám nhỏ về nguồn gốc của hệ thống xã hội hiện tại và nói rằng công việc không phải là thứ để định nghĩa nên một con người. Noah thì nghĩ rằng công việc có nghĩa là tự do, cũng như là bố cậu trúng xổ số rồi chạy đi mua sữa 13 năm trước vậy. Chắc phải mua nhiều sữa lắm nên giờ vẫn chưa mang về đến nhà. Noah nhìn thấy vali đang trộm đồ trong bếp của trường. Cô bé lập tức nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Trong lúc đó ở chỗ bức tường, các hang thủ đang được phỏng vấn để xem ai được nhận việc. Nếu bất cứ người nào trông bệnh là thôi loại luôn. Izia, mẹ Noah cũng đến với 2 người phụ nữ khác. Nhưng một bị loại ngay vì trông lo đến đứng còn chả vững. Họ bị điều tra lý lịch rất cẩn thận, cho đến khi được thông báo chỉ còn 1 vị trí duy nhất. Izia nói rằng cô gái kia là một weebu, nên Izia đã được nhận công việc. Trước khi vào thành phố, tất cả người trúng tuyển được xăm một mật mã lên cổ tay. Tại Aquaview, Thái liên tục phạm lỗi, khiến cô ấy nhận được 6 cảnh báo. Nhưng càng cảnh báo thì cô càng si chết và mất tập trung hơn. Trong lúc đó, Ruben bị sốc khi nhìn thấy ông giám đốc đã chết ngắc vì làm việc lao lực. Ruben ngay lập tức gọi điện cho cha mình, Silas, để đòi ngay cái ghế giám đốc cho anh. Silas thì đang bị bệnh sắp hẹo rồi, nên cũng sốt sáng cướp ngay cho thằng con vị trí cao hơn khi ông về vườn địa đàng. Trong khi đó, Thái đến gặp Hán, đồng nghiệp kiêm tình nhân của cô. Hai người này đang âm mưu đánh cắp dữ liệu quan trọng của Aquaview để đem bán rồi dùng tiền ấy cao chạy xa bay. Thế nhưng Thái thì chưa thân thiết đủ với bố chồng Silas để lấy thông tin mật. Đúng lúc đấy một người bảo vệ nhìn thấy hai người. Hans nhanh chóng đánh ngất tay bảo vệ. Thái thì nhanh chóng quay trở lại tiếp tục làm. Nhưng mà cứ làm không ra gì như thế này thì có ngày vào hang sớm. Trong lúc đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Ginny đang thẩm vấn Monroe. Ông này thề là bị tra tấn nhưng chưa hề nói ra bí mật quân sự nào. Nadia lo lắng cho chồng nên ra lệnh cho ông nghỉ ngơi chữa bệnh, nhưng Monroe thì khẳng định là anh làm được. Ông này ngay lập tức phát biểu một bài cổ động mọi người trên TV. Lúc này Ruben đang tranh cãi với vợ. Anh này vì lên chức rồi nên muốn gửi con gái Mayo đến Học viện Phượng Hoàng cho X-Men, cho trẻ tự kỷ. Nhưng Thái cho rằng chưa chắc đã lên chức được đâu. Mà Mayo thì cũng chẳng thành công nổi đâu, nên cũng đừng đầu tư vào nó làm cái gì. Mayo thì tình cờ nghe thấy đúng đoạn đấy luôn, nên buồn bã chui vào phòng tâm sự với con búp bê. Ruben cũng đi vào để an ủi con gái. Nhân dịp con buồn tặng con gái súng điện luôn, chắc là để dí đứa nào làm con buồn. Lúc này ở trong hang, Jeff nói với vợ Lisbeth rằng là anh được chọn, nhưng bà vợ thì không muốn cho ông chồng đi. Nhưng mà Jeff dùng hôn môi đại pháp để thuyết phục vợ. Quay lại với Ruben, anh đến gặp bố. Silas bảo đang làm đẹp hồ sơ cho con trai, bây giờ thì chuẩn bị tinh thần là tham dự buổi tiệc của hội đồng quản trị, rồi tự thông báo rằng sẽ tranh cử chức giám đốc. Thế nên hãy đảm bảo gia đình anh phải thể hiện mọi thứ thật ra giáo. Lúc này Hans đến nói chuyện riêng với Ginny. Hóa ra hai người là nội gián của quân nổi loạn của hang. Nhiệm vụ của hai người là tìm ra vết nhơ của Aquaview, công ty ủng hộ lớn nhất cho Nadia. Hai người thống nhất thông tin Thái sẽ lấy cắp dữ liệu từ văn phòng của Silas vào ngày mai, rồi họ sẽ chuyển cho phiến quân ngay sau đó. Hans được đưa đến một đường hầm bí mật để gặp Boris và ở lại cùng với nghĩa quân. Ngày hôm sau, lính canh đưa anh em hang thủ vào thành phố và dặn dò họ chỉ được phép đến nơi làm việc thôi, chứ không được lang thang những nơi khác.
Izia được chỉ định đến nhà Ruben giúp việc, nhưng Thái không cho cô vào. Mãi sau Ruben mới đưa cô vào trong nhà, phân công cho cô dọn dẹp đồ chơi của Mayo, nhưng không được tiếp xúc với con bé, sợ bệnh tật các thứ. Ruben vừa dặn dò cô vừa giật con búp bê từ tay của Mayo khiến con bé khóc ré lên. Cái này khiến Izia hơi phản cảm. Trong lúc làm việc thì có một cái hộp Izia không biết mở, nên là đến hỏi Mayo đúng lúc con bé đang lấy thuốc. Con bé giật mình tí thì dí súng điện vào cô giúp việc mới. Izia phải nói nhẹ nhàng một lúc thì hai bên mới thân thiện với nhau hơn tí. Izia cất gọn đồ chơi của cô bé, nhưng lại để con gấu bông lên đầu giường. Khi đội dọn dẹp đến để lấy đồ chơi các thứ thì rất ghét Izia, vì nghĩ cô này đang đá chén cơm của họ. Trong khi đó, Zep được cử đến tòa nhà chính phủ, vì Nadia cho rằng anh sẽ là gương mặt hoàn hảo để đại diện cho chữ nghèo. Anh này lên TV để khen chương trình, khen chính phủ, khen tất cả mọi thứ. Khen cả Onus, ứng dụng đầu tư crypto an toàn và tiện dụng, được tin tưởng sử dụng bởi hơn 4,5 triệu người dùng Việt Nam. Với giao diện được thiết kế cực kỳ tối ưu và tối giản, dễ dàng thao tác, đến dâu mom cũng dùng được, thích hợp cho anh em lần đầu trải nghiệm đầu tư Bitcoin. Đã thế tất cả còn được Việt hóa, thông số rổ giá cũng được hiện bằng Việt Nam đồng, dễ dàng cho anh em giao dịch và quản lý tài sản. Nhân dịp Tết đến xuân về, Onus đang có chương trình lắc trứng rồng, chỉ cần mở app, đập trứng thôi nhé, đừng đập cái khác, là có quà Tết. Từ lì xì 50 vài trăm cho đến nguyên con Vespa 125 tốc độ tối đa lên tới 108 km/h và iPhone 15 Pro Max. Chỉ cần mở Honors lên là anh em đã được tặng ngay đôi trứng cùng 270k trong tài khoản, còn được tặng thêm 65.000 khi rủ bạn bè lắc trứng cùng Honors. Lắc càng nhiều thì càng được nhiều quà. Lắc trứng giờ vàng hoặc là tích đủ linh vật, tỷ lệ cưỡi Vespa hay là lên đời iPhone của anh em lên tới 90%. Chỉ được lắc đến mùng 5 Tết thôi nên là anh em lắc nhanh không hết quà. Thỏa mãn đam mê đập lắc của bạn ngay hôm nay. Link tải app ở dưới phần mô tả và bình luận. Sau đó Zep bị nhốt trong khu vực dành cho hang thủ, nhưng anh ta vẫn tay máy lấy được một lọ nước hoa tại Aquaview. Tyce giả vờ đến thăm bố vợ để truy cập máy tính của ông, nhưng cô bị bảo vệ chặn lại vì họ đang điều tra Hans và mời cô này đứng ra làm chứng. Khi Ruben về nhà, Thái vẫn chưa quay lại, thậm chí là không thèm bắt máy luôn. Mà hôm nay lại đúng là bữa tiệc hội đồng quản trị. Ruben đánh bốc luôn Izia làm vợ. Mà Izia làm sao dám từ chối, mất việc như chơi ngay. Thế là Ruben cho cô mượn quần áo của Thái, trong đó có một chiếc vòng tay để giấu mã vạch mà hang thủ phải xăm lên cổ tay. Trong lúc này ở nhà Nadia, người ta báo cáo lại rằng người trong thành phố đều rất ghét người trong hang, thậm chí là không muốn chạm vào họ luôn. Cá biệt là có đến 22 trường hợp lao vào đấm nhau. Cơ mà Nadia bắt mọi người phải thích nghi với người nghèo để duy trì hình ảnh của họ trong mắt công chúng. Lúc này ở bữa tiệc, Izia lo lắng không biết nói gì. May là một người vợ im lặng không nói nhiều hóa ra lại được lòng các ông chồng hơn. Ruben bắt cô phải khiêu vũ, nhưng đến nước này thì Izia chịu rồi phải bỏ đi. Khi đi xuống khu phố, cô phát hiện ra Mayo đang bị những đứa trẻ khác bắt nạt, nên gào lên với chúng. Silas phát hiện thì bịt miệng cháu gái đưa đi. Sau bữa tiệc, Silas rất thất vọng với gia đình của Ruben. Cứ thế này thì không bao giờ đạt được cái danh hiệu gia đình văn hóa cả. Lúc này các hang thủ đã được về nhà. Lisbeth được Zep tặng cho lọ nước hoa thì sướng từ trên xuống dưới. Izia thì cho con trai Noah xem số tiền cô kiếm được trong một ngày, và họ giấu tiền tiết kiệm trong một cái hộp bí mật. Quay lại thành phố, Thái lúc này đã được cảnh sát thả đi. Cô đang định đi gặp Hans thì lại tìm được Ginny. Thế là Thái đến giải thích nhiệm vụ đã thất bại. Khi thấy Ginny tỏ ra không hài lòng, Thái lo lắng đòi gặp Hans. Anh này chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Thế là Ginny đánh cô bất tỉnh, đưa đến chỗ Boris ở trong hang. Sang ngày hôm sau, Ruben nhận ra vợ chắc bỏ đi rồi, nên là quay sang bắt Izia đi làm hộ vợ. Ruben còn cẩn thận dạy cho Izia cách sử dụng các thiết bị. Izia thì đồng ý ngay khi biết làm thế thì sẽ được trả nhiều tiền hơn. Hai người sau đó đến công ty. Ruben thì nhận được thông tin anh là một trong những ứng cử viên cho vị trí giám đốc. Izia thì cũng lúng túng làm quen với công việc. Cơ mà dần dần đến trưa thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Bữa trưa đến, Izia loay hoay không biết mở hộp đồ ăn ở đâu. May mà nhìn ra bắt trước đồng nghiệp bên cạnh. Anh này còn dọa là ăn không nhanh lên là công ty thu thức ăn luôn. Cơ mà Izia cũng chẳng ăn kịp bữa cơm, mà phải quay lại ngay với bàn làm việc. Trong lúc này, Zep quay lại với gia đình của Nadia và được giao vị trí cố vấn đặc biệt cho Monroe. Nhiệm vụ của anh là lên TV tỏ ra chương trình của chính phủ tuyệt vời lắm để xoa dịu những căng thẳng đang xảy ra trong thành phố. Trong khi lên hình thì Monroe tỏ ra rất tử tế với Zep, nhưng khi màn hình tắt thì ông ta lao vào bóp cổ Zep. May mà Zhou chạy ra cản kịp. Trong bữa tối hôm đấy, Zhou bảo cho Nadia chuyện đã xảy ra, nhưng Nadia không quan tâm. Nếu cứ lải nhải về việc đấy thì bà sẽ cho cô cúp ngay. Lúc này ở ngoài hang, Noah đang giúp Robinson sắp xếp lại một số tờ báo cũ và tìm thấy một bài báo về người trúng số. Nhưng đấy không phải bố cậu. Noah nhận ra mẹ đã nói dối cậu trong suốt thời gian qua. Noah bực bội đi về nhà và bị Vali ngáng chân vấp ngã. Cơ mà thấy thằng bạn trông cáu quá, Vali liền rủ làm một chai City Scoot cho nó vui đời. Nhưng cái chất City Scoot này lại khiến cho Noah thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này tại nơi ẩn náu của quân nổi dậy, Hans đến gặp Thái, thú nhận rằng lợi dụng cô để tiếp cận Silas. Anh này theo phe của hang thủ, nhưng Thái thì bảo người trong hang chỉ xứng đáng ở trong hang thôi, không cùng chí hướng nên Hans mặc kệ cô người yêu hờ này tại nhà tù, để cho cô ta ngồi chơi với quản ngục chó hãy chọn cốc nước nào không có độc. Buổi chiều hôm ấy,
Izia bị bắt lại vì một nhân viên báo rằng cô này là bạn của Hans, chắc là nhầm với Thái. Nhưng Ginny xuất hiện, yêu cầu cảnh vệ thả cho Izia đi. Ginny thì cũng tò mò nên đi theo Izia để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi biết mọi chuyện thì cô gọi ngay cho Boris để thông báo. Họ lập tức muốn thuyết phục Izia giúp họ đánh cắp tài liệu. Izia về nhà thì không thấy Noah đâu cả, thế nên cô lại chạy ra ngoài để tìm. Boris lúc này thì tìm đến cô luôn. Hóa ra Boris chính là cha của Noah. Anh này không phải bỏ nhà vì trúng số mà là để tham gia phản loạn. Boris nhờ Izia chuyện trộm tài liệu, nhưng cô bảo không, đang kiếm tiền ngon mà ngu gì. Izia tìm thấy con trai ở nhà ông giáo Robinson. Ông thầy đang nấu thuốc cho Noah nôn hết City Scoot ra khỏi ruột. Izia cũng tâm sự với Robinson chuyện cô đang thay thế vợ của một tay giàu có. Sau này tích đủ tiền rồi thì cô sẽ đưa Noah chạy khỏi hang. Thế nhưng khi về đến nhà thì Izia phát hiện ra tiền bạc cất đi đã bị trộm hết. Lúc này ở trong thành phố, Ruben nhận được cuộc gọi khẩn cấp, thông báo Silas đang hấp hối lắm rồi. Đến lúc này Ruben mới biết tình hình bệnh tật của bố, mà hóa ra ông bố cũng chẳng tin tưởng anh tí nào. Tất cả chỉ là mối quan hệ lợi dụng mà thôi. Một người nữa cũng không khỏe chính là Monroe, phải uống rất nhiều thuốc để có thể sinh hoạt được bình thường. Bữa sáng hôm ấy, Nadia nhận được tin một hang thủ đã giết chết chủ thuê. Phía chính phủ đang phải tìm cách để giấu nhẹm chuyện này đi. Trong khi đó tại nơi ẩn náu của quân nổi dậy, Izia đành phải chấp nhận giúp họ trộm thông tin để lấy lại được tiền cô tiết kiệm. Quân nổi dậy đưa cô một con chip để lắp vào máy tính của Silas. Lúc này thì Hans nhận được tin Thái đã không uống nước trong 2 ngày. Cô này không dám đánh cược chọn cốc nước. Hans lén đưa nước cho cô này, nhưng mà nhìn thấy tình trạng của Thái thì thôi, tèo đi cho nhanh giải thoát. Cho lúc này ở Aquaview, Ruben đang phỏng vấn vị trí giám đốc. Yêu cầu cuối cùng của phỏng vấn là anh phải sa thải một người bạn để chứng minh rằng không để tình cảm lấn át công việc. Trong bữa trưa, Izia cố lẻn vào văn phòng của Silas, nhưng cô ấy lại đụng phải giám đốc điều hành Bartholone. Anh ta kéo cô vào văn phòng để tạo mối quan hệ với Ruben. Trong lúc đó, Jeff được gọi đến văn phòng của Nadia. Vì có những hang thủ đang lang thang ở ngoài đường chơi bóng đá, Jeff giải thích rằng họ làm xong việc thì giải trí tí thôi. Nhưng các bộ trưởng không chấp nhận điều này. Jeff được cử đi cùng Monroe để ngăn họ lại. Khi đến nơi, Jeff cố gắng bình tĩnh bảo ban các hang thủ rằng là hãy quay lại với chủ thuê nếu không muốn bị sa thải. Nhưng các hang thủ sút bóng thẳng vào cửa kính ô tô của Monroe và gọi Jeff là con chó của tư bản. Đúng lúc đó, chuông báo động vang lên. Các hang thủ cuống cuồng bỏ chạy. Jeff thì quay lại xe và phát hiện Monroe đã biến mất. Khi Jeff trở về nhà và kể cho vợ nghe mọi chuyện, Lisbeth sững cổ lên chửi anh vì đã đứng về phe của địch. Trong lúc này ở hang, Noah bắt đầu đi chơi nhiều với Vali. Hai đứa quyết định lẻn vào thành phố qua một đường hầm bí mật. Nhưng ngay khi hai đứa đi ra đường, cảnh sát nhìn thấy và bắt đầu nổ súng. Vali lao trở lại đường hầm, còn Noah chạy trốn về phía thành phố. Cậu chạy đến nhà Ruben để tìm mẹ thì đụng độ với cô bé Mayo cùng với cây súng điện. Ở bên ngoài, Ruben và Izia thì về nhà rồi, nhưng đang nói chuyện với Bartholone trong xe. Ruben thấy bình thường, quan hệ với giới quý tộc nó là như thế. Khi họ vào nhà thì thấy Noah ở trong đó. TV thì lên tiếng cảnh báo có hang thủ xâm nhập. Ruben đành phải đưa Izia cùng con trai ra ngoài bức tường. Họ bị cảnh vệ chặn lại, nhưng Ruben nói đang đưa người hầu về nhà, còn Noah thì là con gái của anh ấy. Sau khi đưa hai người về tới nơi, Ruben xin lỗi Izia, mong cô tiếp tục hợp tác để anh này được thăng chức, rồi còn lo toan cuộc sống cho con gái nữa. Nhưng Noah tưởng mẹ mình đi làm Tuesday nên là ầm ĩ hết cả lên. Izia tát một phát cho thằng con tỉnh người ra. Noah tiếp tục trách cô nói dối rằng bố trúng số nên là bỏ đi. Izia đành phải nói ra sự thật, nhưng mà thằng con vẫn không nguôi giận tí nào. Ngày hôm sau, Monroe bất ngờ xuất hiện trên TV mà không được sự đồng ý của Nadia. Ông này chỉ trích các hang thủ, nói rằng cái nghèo đói đang xâm chiếm lấy thành phố này. Lúc này ở trong hang, Hans nhận được cuộc gọi từ Ginny. Cô yêu cầu quân khởi nghĩa phải hành động nhanh. Trước khi bài phát biểu của Monroe khiến cho mọi người chú ý, Hans đến gặp thủ lĩnh. Hóa ra đấy chính là Robinson, hay còn gọi là Saul. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược, nhưng trước tiên họ cần thông tin từ Izia. Monroe sau vụ kia được đưa đến bác sĩ tâm lý và được theo dõi 24/7. Trong khi Nadia xin lời khuyên của cha cô là Passeron, ông cũng từng là thủ tướng và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến bức tường. Passeron theo phái cực đoan cho rằng bức tường là giải pháp duy nhất để giữ trật tự. Sau đó Nadia biết được từ Joe rằng bài phát biểu của Monroe khiến nhiều chủ thuê sa thải hoặc giết chết người trong hang. Thành phố bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Nadia bảo cô ấy đưa ra một thông báo nói rằng Monroe đang đưa thông tin sai lệch, phạt ngay 5 triệu cho quốc khố và bất kỳ ai sa thải người trong hang sẽ bị phạt. Tại Aquaview, Ruben đến gặp một trong những đối thủ của mình và phát hiện ra anh này đã tèo. Trong khi đó, Izia thì bị một đối thủ khác tiếp cận. Moy đề nghị Izia kết hôn với cô ta để cùng nhau đánh bại Ruben, nhưng Izia từ chối. Cơ mà Moy tình cờ nhìn thấy dấu hiệu của người trong hang từ Izia. Izia lập tức gọi cảnh báo cho Ruben. Anh này chạy ngay xuống bãi đỗ xe gặp Moy. Cô này không chịu giữ bí mật, thế là Ruben hóa kiếp cho cô này luôn. Sau đó Ruben gọi cho Silas. Tóm lại là gây họa gì thì vẫn phải gọi cho ông bố đến dọn dẹp. Sau đó Ruben quay về phòng thì thấy qua camera, đội dọn dẹp đang cố lấy con búp bê từ Mayo ở nhà, nên chạy ngay về nhà. Mayo lúc đấy đang cắn anh dọn dẹp và trốn ở trong phòng. Anh dọn dẹp đành bất lực rời đi. Một lúc sau Izia đến an ủi cô bé và giúp sửa lại con búp bê. Đến khi Ruben về nhà thì đã thấy cảnh vệ đứng trước cửa rồi. Nhưng bên trong Izia đã kịp thay đồ, nên đám cảnh vệ cũng chẳng nghi ngờ gì hết.
Đến khi mọi việc êm xuôi, Ruben mới suy sụp nhận ra anh vừa mới giết người. Izia an ủi anh bằng mồm. Trong khi đó, Nadia yêu cầu Jeff làm vlog cuộc sống thay đổi tốt hơn khi có chương trình này. Và phải có cả vợ Lisbeth tham gia nữa. Biết là vợ sẽ không chịu làm, Jeff về nhà và giấu một chiếc camera đi. Sau đấy anh mang đồ ăn ngon và váy đẹp cho Lisbeth, dụ cô khiêu vũ với mình. Kế hoạch đang tốt thì Noah đến, nói ra chuyện Izia làm người thứ ba với chủ thuê. Tất cả cái đoạn này đã được quay lại trên camera. Tối hôm đó, người dân tụ tập bên ngoài tòa nhà chính phủ để phản đối chương trình. Nadia cử lính canh đuổi họ đi. Cô này cố gắng nói chuyện với Monroe để giải quyết tình hình nhưng không được. Ngày hôm sau, Jeff trở thành top 1 bị ghét trong hang. Ai đi qua anh cũng chửi rủa thậm tệ. Trong lúc đó, Izia đến tìm Noah chỗ vali, nhưng Noah không chịu về nhà nữa. Tại tòa nhà chính phủ, Jeff đến muộn với đôi mắt bầm tím vì bị đánh. Anh này được trang điểm che kỹ vết thương, bởi vì hôm nay Jeff được Nadia giới thiệu với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Và anh cần phát biểu một bài thật hay để ngân hàng cho phép đất nước vay tiền. Chủ tịch ngân hàng rất ấn tượng với Jeff, nhưng vẫn không duyệt khoản vay chừng nào Monroe còn gây rắc rối. Lúc này tại Aquaview, Ruben và đối thủ cuối cùng chuẩn bị cuộc họp với cấp trên. Họ được thông báo rằng Moy đã biến mất. Ruben lập tức vu oan cho tên đối thủ đã ra tay với cô này. Bằng chứng ngoại phạm và thông tin giả các thứ thì đã được Silas lo liệu hết rồi. Izia nhân lúc này lẻn vào phòng của Silas và gắn con chip vào máy tính ông này. Silas đúng lúc đi đến, Izia vội vã chạy trốn nhưng vẫn bị bắt lại. Silas tóm lấy cô nhưng lại lên cơn bệnh. Izia tranh thủ thời cơ lấy lại con chip chạy đi. Silas thì gọi điện cho Ruben chặn cô lại. Anh ta lao đến tát Izia một cái bay con chip đi. Izia thì thề thốt là bị ép nên mới phải làm thế chứ cô không phải là quân phản loạn. Mà cơ sự cũng là do Ruben ép đi làm đấy chứ. Ruben đành phải đưa cô ra ngoài. Lúc này ở trong hang, Noah và Vali đến chỗ quân nổi dậy để tìm cha Noah. Nhưng mọi người không biết quá khứ và tên cũ của Boris nên đuổi hai đứa đi. Hai đứa giả vờ đi, xong lại lén quay lại bằng đường hầm bí mật để vào bên trong. Hai đứa nghe lén những kẻ phản loạn nói chuyện và phát hiện Robinson chính là người chỉ huy. Trong lúc này, Nadia đến gặp Monroe để giải thích lý do sa thải ông chồng. Monroe tức giận khai ra việc anh đã nói ra bí mật cho quân phản loạn. Đây chính là nhà máy Aquaview cố tình làm ô nhiễm nước để tăng giá buôn nước sạch. Đám phản loạn thì chỉ cần bằng chứng nữa thôi. Đấy là lý do tại sao chúng cố đánh cắp dữ liệu của Silas. Nadia lập tức bàn bạc với dâu để đưa ra đối sách. Trong khi đó, Jeff về nhà nói với vợ rằng có cơ hội sống lâu dài ở thành phố. Lisbeth không thích thế. Hóa ra cô cũng hoạt động phản loạn. Cuối cùng Jeff quyết định vào thành phố sống một mình. Lúc này trong thành phố, những tờ rơi về đám phản loạn bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Tại nhà của Ruben, Izia nghe lén thấy Silas bảo con trai phải xử cô. Nhưng Ruben lại đứng ra bảo vệ Izia. Ruben còn tình nguyện đưa cô ra khỏi bức tường ngay lập tức. Silas thấy thế thì đi ra ngoài gọi cho ai đó. Trong chuyến đi, Ruben đề nghị Izia trở thành vợ anh thực sự. Nhưng Izia cũng từ chối luôn. Ruben đành sắp xếp để cô bị đuổi việc ở Aquaview cho mọi người đỡ nghi ngờ. Khi đi qua bức tường, Izia bị người của Silas bắt lại. Làm đủ trò để bắt cô khai ra mọi việc. Izia khai luôn chuyện cái chip bị đánh rơi. Thế là Silas định tương kế tiệu kế, dùng cô bắt đám phản loạn. Người của Silas đưa Izia đến điểm hẹn giao chip, rồi bắt lấy Ginny khi cô xuất hiện. Izia cố gắng chạy trốn nhưng không thành. Lúc này trong thành phố, Ruben buộc phải làm hỏng con búp bê để bắt Mayo rời khỏi phòng. Cô bé này phải làm bài kiểm tra để vào học viện Phượng Hoàng ngày hôm nay. Cơ mà Mayo láo chó đập vỡ cái máy tính bảng rồi bỏ chạy. Ruben chạy theo quát tháo các thứ nhưng mà vô dụng. Quay lại với Jeff, anh này ghi âm xong một bài phát biểu mới và đi tìm Monroe để duyệt. Nhưng Monroe đã chết trong hồ bơi. Đúng lúc đó Joe xuất hiện và bắn chết Jeff. Đây là một phần kế hoạch của họ. Nadia tuyên bố với người dân là Jeff đã ám sát Monroe rồi bị lính canh bắn khi đang cố gắng chạy trốn. Bà ta chỉ trích các hang thủ trở nên quá nguy hiểm nên là phải tạm dừng chương trình việc làm lại. Đồng thời một cuộc đột kích sẽ được thực hiện để thanh trừng những kẻ phản loạn ở trong hang. Trong lúc này Izia đang bị nhốt cùng với Ginny. Cô Ginny này thì bị tra tấn dã man để lấy thông tin. Silas nói với Bartholom về những gì vừa điều tra ra được. Bartholom chuyển tin này cho Nadia rồi thông báo cho Silas rằng Ruben đã được chọn vào vị trí giám đốc. Trong trụ sở của quân nổi dậy, Hans nhất quyết muốn giải cứu Izia và Ginny. Nhưng Sol từ chối, không thể mạo hiểm phá hủy kế hoạch để cứu hai người được. Noah và Vali tình cờ nghe được chuyện này. Hai đứa thấy quân nổi dậy thì cũng vô nhân tính như đám người trong thành phố thôi. Ở Aquaview, Ruben được nhận văn phòng giám đốc. Bartholom thì cũng sắp xếp để Mayo được nhận vào học viện. Sau đó một nhân viên đưa cho anh một món đồ trang sức nhỏ, bảo là vợ của Ruben đã đánh rơi ở công ty. Ruben nhận ra đó là con chip, nên anh kết nối với máy tính và phát hiện ra chuyện nguồn nước bị nhiễm độc. Quá phẫn nộ, anh tải hết thông tin lên mạng với tư cách ẩn danh. Cả chính phủ và quân nổi dậy đều nhìn thấy thông tin này. Ngay sau đó Nadia tuyên bố tất cả thông tin đều là giả mạo. Nhưng mọi người trong hang đang tức giận ném đá phá hủy các màn hình. Ruben về nhà đưa Mayo đi tìm Izia. Khi băng qua bức tường, hai bố con bị Vali tấn công. Nhưng Vali cho họ đi qua khi biết họ đang đi tìm Izia. Noah giải thích chuyện gì đã xảy ra cho Ruben. Đúng lúc đấy có tiếng bom nổ ở bên ngoài. Ruben bảo Noah và Vali hãy trốn cùng Mayo. Còn anh thì cầm súng điện đi cứu Izia. Lúc này quân nổi dậy đã tiến hành tổng tiến công. Phía thành phố nhanh chóng thất thủ vì chính người dân ở đó cũng phản đối hành động của chính phủ. Sol muốn kiểm soát đài truyền hình trước, nhưng Boris dẫn Hans và vài người khác đi giải cứu cho Izia.
Trong khi đó, Ruben đến gặp ông bố và đánh cho đến khi chịu khai ra nơi nhốt Izia thì thôi. Lúc Ruben đưa Silas ra ngoài, họ thấy thông báo truy nã Ruben vì phía chính phủ đã tìm ra anh là kẻ tung tin đồn. Cảnh vệ ngay lập tức ập đến bắt Ruben và đem nhốt anh cùng với Izia. Tiện chưa? Đỡ phải đi tìm. Lúc này quân nổi dậy đã phá được bức tường, người dân ào vào bên trong thành phố. Một quả bom phát nổ gần xe của Joe và các lính canh phải sơ tán cô khẩn cấp. Tại dinh thự của bộ trưởng, Joe thấy Nadia đang ở trên tầng thượng nhìn bức tường sụp đổ. Joe đổ hết lỗi lầm cho mẹ và thề rằng sẽ đứng ra làm chứng chống lại Nadia trước tòa. Trong khi đó, lính canh nhận được mệnh lệnh khử hết tù nhân. Ruben bị bắn ngay lập tức, nhưng Boris xuất hiện kịp trước khi Izia bị bắn. Quân nổi dậy đến đưa Izia và Ruben đến nơi an toàn. Cùng lúc đó, Sol tìm thấy Nadia và giải quyết bà ta trong phòng kín. Joe thì đề nghị với Sol để cho cô vị trí cố vấn, giúp anh này quản lý đất nước nên là được tha sống. 3 ngày sau cuộc nổi dậy, truyền thông thông báo Nadia đã bị tiêu diệt, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Tất cả những người lính hy sinh được vinh danh, Lisbeth thì tìm đến cho cốt của chồng. Ruben thì vẫn còn sống sót và Izia cũng chấp nhận làm vợ của anh. Sol tuyên bố sẽ lập ra một hệ thống xã hội mới bình đẳng hơn. Cuối cùng Sol đến gặp Passeron. Hóa ra hai người này là cha con. Sol thì bị đuổi ra hang vì không chấp nhận hệ thống mà cha mình đặt ra. Sol hứa sẽ hết sức cứu giúp Passeron sống thật lâu để thấy hệ thống mới của anh hoạt động tốt như thế nào. Còn về Nadia, bà này không chết vì đã chấp nhận quy hàng để làm việc cho con trai. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong Tripalium. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.